Ơi, hôm nay gặp em gái xinh đẹp bán đào. Cho anh vào tham quan vườn đào em chút nhá. À, đây đây. Hôm nay đến vườn đào của em gái ở thôn này, gọi thôn gì em nhỉ? Quảng Hồng, Quảng Lạc. À, thôn thôn Quảng Hồng, Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Đấy. Ô, nhà em có nhiều đào này á? Có chứ, anh bán đi một nửa chứ. Bán đi một nửa rồi. Còn mấy vườn nữa chứ. À, hiện tại là nhà em có khoảng bao nhiêu cây? Ở đây á? Ừ. Ở đây còn nhiều. Không mà ở riêng nhà em mà. 1000 cây chứ. 1000 cây. Vâng. Ủa, thế là một năm tiền tiêu đâu cho hết nhỉ? Nhiều thế. Ơi, chỉ đủ tiêu thôi anh ạ. Ừ, thế là em có thể chia sẻ giá cả ở đây một chút cho anh được biết được không? Giá cả chỉ bình thường, hợp lý, bình dân thôi ạ. Không bán đắt đâu, bởi vì toàn bán cho những thứ. Ừ, đây. Đây kìa, cây kìa 3 triệu anh ạ. 3 triệu. Cây cổ thụ. Cây cổ thụ, cây đấy thì chắc là được 5-7 năm đấy nhỉ? Dạ vâng, anh hơn đấy chứ. Hơn quá. Vâng. Ở đây mình là vào hợp tác xá nhỉ em nhỉ? Giờ ở đây. Không phải hợp tác xá. Không. À, à. Anh tưởng là hợp tác xá thì... ở vừa hợp tác xá thì mọi người hàng năm tổ chức huấn luyện tập huấn nào mà nhỉ? Dạ không, ở đây không là hội hoa đào thôi. À, hội hoa đào à? Dạ vâng. Vừa rồi vườn của em này cũng thi vườn đào đẹp đấy. À, thi vườn đào đẹp, anh thấy đẹp mà. Bây giờ là đào đi hết này, thế, không vườn đào đẹp. Thế vừa rồi có được giải không? Mấy hôm nói mới biết anh ạ. À, biết là kiểu gì sau dự đoán của chắc, mình là sẽ chắc giải. Chắc em đưa anh đi tham quan một số cây đào nhá. Đấy. Bọn anh là đi chơi. Ừ. Đây. Đây, hiện tại hôm nay đã cắt đi cho khách rồi này. À. Em ơi, cho anh hỏi là những cây đào nhỏ nhỏ tầm này bao nhiêu tiền? 300 anh ạ. À, 300 này ạ. À? Ủa, 300 thì có gì là hai giá cả hợp lý nhỉ? Ừ, giá cả nhà em là hợp lý thôi ạ. Không đắt ở đâu đâu. 300.000, cây này mình trồng được một tuổi đời được lâu chưa? Ui, này 3 năm rồi chứ anh. À, 3 năm rồi cả. Vâng. Thế 3 năm mới 300. Không, cái đặt cắt thôi, đến sau phải đắt hơn chứ. À, nếu mà đánh cả gốc này thì bao nhiêu tiền em? Phải 350-400. À, 350-400. Thêm, cái của thêm nhá em nhỉ. Đây, các bạn nhá, đây. Đây gọi là đào phai em. Đây là phai. Đào phai. Đang lấy đi đây này. Ờ. Nhưng cây kia là bao nhiêu tiền em? Cây đấy 800. À, 800 nhỉ, cây to mà. Đấy là bạch đây. Đào bạch à? Còn đây là cây đào bích chứ anh? Đào bích em nhỉ. Bích. Cây to nhà thì tầm bao nhiêu tiền em? 3-4 triệu. Cây to nhà 3-4 triệu. Vâng. Còn những cây đẹp thì nó phải giá còn cao hơn nữa. Ờ. Chúng loại nào cũng có nhỉ? Đắt nhất trong vườn mình khoảng bao nhiêu tiền? Như cây hai màu kìa là đắt thôi. Cây hai màu đắt đúng không? Ghét. Cây kia 4 triệu. 4 triệu. Ừ. Đấy, những cái cây ngoài kia là đắt tiền này. Còn 3 cây. À, đây ba cây này là đắt tiền. Là 4-5 triệu một cây ấy. Đúng rồi. Anh xem nào. Đấy. Đây ạ. À. Đây là cây nào mình ghép hai màu phải không em? Đúng rồi anh. À, đây. Cây này hai màu đấy. À, cây này là hai màu. Quá là to luôn đấy. Ừ. Đây. Ủa, cây này hai màu. Cây này hai màu quá đẹp luôn. Quá đẹp đấy. Vừa phai vừa bích. Cây này là mấy triệu em? Em bán được 5 triệu anh. À, 5 triệu mấy cái bán? 4 triệu mà. 4 triệu. Quan trọng là phải đấy. Mình cứ nói 5 triệu cho khách. Bán nó phải buôn lắm. Đúng rồi. Cái gốc này chẳng được lâu lắm rồi mà em. Lâu rồi đấy nè. Gốc này lâu rồi mà nhỉ. Ừ. Đấy. Còn bình thường những cây ấy. Bình thường những cây như này tầm 300-400 thôi em nhỉ. Ờ, đúng rồi ạ. Ừ. À, đấy, những cây này 300-400 rất là rẻ. Vâng. Đây là vườn nhà em hết à? Vườn nhà em á. À, vườn em rộng thế. Đẹp nhỉ. Đấy. Đấy, hôm nay cắt đi, vừa cắt vừa đào đây. Hôm nay bán được khoảng 100 cây chứ em? Ôi một ngày mà được 100 cây á, anh làm gì mà được nhiều thế? Năm nay bán khoảng lấy 500 cây được rồi nhờ, là mình... 500 cây là mình có cái Tết ấm no hạnh phúc rồi. Cứ bán được nào là được anh ạ. Đấy, khả năng bởi vì năm nay năm nhuận nhưng mà thời tiết thì lại là hợp lý. Thời tiết hợp lý. Đào nó được. Giá. Được giá. Nhưng anh thấy giá còn mỏng hơn là năm ngoái. Năm ngoái anh thấy đắt hơn ấy. Năm nay mọi người trả cho mỏng lắm. Ừ. Nên là người dân làm rất là vất vả nên là trả được bao nhiêu anh ạ. Thôi mình kinh tế toàn cầu nó đang suy thoái thì mình tạo điều kiện cho bà con ít tiền hơn thì có không khí Tết đào nhỉ em nhỉ. Nhưng mà cũng bán là rẻ mà anh, không bán đắt đâu. Tại vườn như thế là rẻ rồi. Rồi. Thế thì rẻ hơn so với năm ngoái khoảng tầm bao nhiêu cho mình tính toán. Đi khá nhiều.
nhiều đấy anh ạ. Bán nhiều. Năm ngoái bình quân như cây 300-400 này thì năm ngoái bán bao nhiêu tiền em? 500-600. À thế là giá gấp đôi. Vâng. Giá gấp đôi. Đấy. Năm nay quá là rẻ nên là mọi người cứ bảo là không phải năm Covid nữa cứ kinh tế, nhưng mà bọn mình đi có thấy kinh tế nó xuống đâu, đi mua thì vẫn thấy đắt thôi. Nhưng mà chẳng qua là mình đang bán thì à, tiếp tục đi ngắm vườn đào của em gái này một tẹo. Đấy, cứ đi hết đấy. 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 Những cây bình quân như này tầm 300-400. Em gái thì mới bảo là năm ngoái thì bán đắt hơn, năm ngoái bán 500-600, năm nay bán 300-400 thôi các bạn nhé. Đấy. Nói chung là vườn này rất là rộng, trên kia rất là rộng. Cho nên chỉ quay sơ sơ qua cho anh em biết là đào năm nay siêu nụ, nụ rất là nhiều, siêu nụ. Nhưng mà giá thành thì khá là rẻ so với mọi năm. Đấy. Đấy. Không có vợ chửi là không được. Phải có vợ chửi mới vui nha, mới cười chứ. Anh em ơi, đừng nói cho tôi. À thế nữa. Làm ra tiền nhưng mà không được giữ. Không được giữ tiền. Đấy. Không, nói chung là nói câu mà là sợ vợ, không phải sợ vợ, không sợ vợ thì sợ vợ ai? Đúng rồi. Chuẩn. Nếu mà vợ không nói thì làm gì có cửa với nhà anh nhỉ? Đúng rồi. Tôi có anh đèo được qua. Nhiều như em thì thôi hồn lắm đấy. Ồ thì anh mong có một người vợ như em ấy. Nói chuyện rất nói là nhiều lắm. Nói nhiều nhưng mà nói rất là duyên dáng, hợp lý. Mọi người nghe nó lọt tai lắm đấy. Nói nhiều là vô duyên đấy. Vô duyên gì nhỉ? Đấy, cô gái bán đào anh chụp kiểu ảnh nhá. Đấy, ui đẹp thế. Đấy. Sang năm anh lại xuống đây quay sớm sớm nhỉ? Ok anh, được. Đấy. Đấy, ok em nhá. Rất đẹp, cảm ơn em nhá. Ừ, anh ấy đi tham quan tiếp ở trên này. Ừ. Đấy. 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 À, thế quên mất cho anh cái số điện thoại của em vào đây anh một cái. Để ai khách mua thì người ta gọi cho em. Đấy. 0385 958 856. Vâng ạ. Với anh kết bạn Zalo nhá. Ok anh. Thường là khoảng tầm lấy đào đông là khoảng lúc nào em? Trước Tết khoảng tầm. Nếu mà như năm nay nhuận ấy người ta mua sớm lắm. Như năm sau thì tầm bởi vì năm nay mua đông trước một tháng đúng không? Đúng rồi trước bởi tháng. Vì người ta mua trước một tháng rồi. Đúng rồi. Chắc đến bây giờ là chủ buôn lúc đấy mới đông nhỉ? Đúng rồi, chủ buôn lúc đấy đông mà tắc cả đường cơ mà. Thế hôm nay bọn anh xuống là thấy ít. Anh thấy em giống em gì trước bán Việt Quay ở đây nhỉ? Cái số 10 không. Nhỉ? Hả? Cái kia là không phải em đâu. Anh nhìn giống thế, anh cứ nhận nhầm. Anh tưởng là cô gái bán vịt, hôm nay cô gái bán đào. Vịt Quay kia em biết không? Có chứ, Tâm. À Tâm đúng chính xác. Ờ, anh xuống ăn thử mà. Cảm ơn em gái nha. Đấy, bán vịt quay. Rồi các bạn nha, đến vườn đào quay chia sẻ cho anh em một chút. Bây giờ là